Chào bạn đã quay trở lại kênh YouTube Mê Bonsai. Chuyên gia phong thủy bonsai trong nhà cũng như bonsai sân vườn. Nhiều người vẫn thường loay hoay với câu hỏi: mình thổ hợp cây gì, bởi theo ngũ hành, mộc khắc thổ. Nên việc lựa chọn cây hợp mệnh thổ cũng không phải việc dễ dàng. Theo quan niệm ngũ hành, vạn vật được cấu tạo nên từ năm nguyên tố tương quan lẫn nhau. Kim mộc thủy hỏa thổ. Hành thổ là nguồn sinh sôi của vạn vật, biểu thị tính đầy đặn ôn hòa của đất khoác lên màu vàng và màu nâu. Là nơi chứa đựng nuôi dưỡng. Giống như bản chất của đất, người mệnh thổ có tính cách khá trầm, bình tĩnh, khiêm tốn và không ưa phô trương. Đất là nguồn nuôi dưỡng mọi vật và nhờ lực hút mà trở thành điểm tựa cho vạn vật. Cũng như vậy, người mệnh thổ là chỗ dựa an toàn, ấm áp và đáng tin cậy cho gia đình và bạn bè. Trong cuộc sống, đa số họ đều đầy bản lĩnh và có trách nhiệm nên thường dẫn tới thành công. Đối với công việc, người mệnh thổ khá cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng tổ chức. Luôn tập trung vào mục tiêu, quyết tâm thực hiện đến cùng là ưu điểm của họ. Nhưng đấy cũng có thể trở thành điểm yếu nếu họ quá bảo thủ, trì trệ với một lĩnh vực, không thức thời hay linh động. Tuy nhiên, để người mệnh thổ may mắn hơn, đôi khi cũng cần cải thiện yếu tố phong thủy, trong đó có việc trồng cây. Vậy mệnh thổ hợp cây gì là tốt nhất? Hãy cùng Mê Bonsai tìm hiểu. Cây bản mệnh của người mệnh thổ. Vì hỏa sinh thổ, vật chất khi cháy sẽ thành cho đất. Người mệnh thổ sẽ như được tiếp thêm sức mạnh, gia tăng vận tốt, thu hút tài lộc. Ngoài ra, để dễ dàng tìm hiểu xem mệnh thổ trồng cây gì hợp, chúng ta cũng cần tìm hiểu một chút mệnh thổ hợp với màu gì. Hai màu hợp mệnh thổ nhất đó là màu vàng và màu nâu, nên nếu trồng cây có hai màu sắc này, rất tốt đối với những người mệnh thổ. Cây đầu tiên được kể tới là cây sen đá nâu. Sen đá nâu thường được dùng làm cây cảnh, trang trí bàn làm việc, góc học tập, vì nó khá nhỏ nhắn và xinh xắn, nên nếu bạn đang băn khoăn không biết mệnh thổ hợp cây gì để bàn làm việc thì đây là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Theo phong thủy, người mệnh thổ trồng cây sen đá nâu thể hiện sự bền vững, mãi mãi không thay đổi theo thời gian. Hơn nữa, cây sen đá nâu còn mang lại tài lộc, may mắn cho gia đình của bạn. Vì vậy, những người mệnh thổ đang gặp trắc trở trong tình duyên thì nên trồng cho mình một cây sen đá nâu nhé. Cây lan quân tử. Lan quân tử có hoa màu vàng, màu của người mệnh thổ. Cây lan quân tử còn là biểu tượng của loài hoa sang trọng, vương giả, mang đến sự danh giá và phú quý cho chủ nhân. Nếu người mệnh thổ trồng cây lan quân tử trong dịp Tết và có hoa thì được xem là điểm lành, giúp xua đi xui xẻo và tai nạn, mang đến may mắn và thịnh vượng. Lan quân tử là biểu tượng của tài khí và thịnh vượng. Hơn nữa, cây lan quân tử với lá dày có nhiều lông tơ và lỗ khí, nên có khả năng tiết ra lượng dịch lớn, có tác dụng lọc không khí, hút bụi tốt. Vì vậy, trồng một cây lan quân tử còn có tác dụng điều hòa không khí rất tốt. Cây trạng nguyên. Trạng nguyên với sắc đỏ, được xem là cây của người mệnh hỏa, và cũng tương sinh cho người mệnh thổ. Cây này có ý nghĩa là thể hiện sự thành đạt, mang đến cho bạn thành công và may mắn. Người phương Tây quan niệm cây trạng nguyên tượng trưng cho sự thánh thiện, đem lại sức mạnh, hy vọng, lạc quan trong cuộc sống. Vì vậy, những người mệnh thổ nên bổ sung sắc đỏ cho mình trong cuộc sống. Cây hồng môn. Hồng môn mọc thành bụi nhỏ, với thân cứng. Lá cây hồng môn có màu xanh thẫm, hình trái tim, và hoa hồng môn có màu đỏ hoặc màu hồng trắng. Tuy nhiên, bạn là người mệnh thổ thì nên chọn cây hồng môn có hoa màu đỏ hoặc hồng sẽ tốt hơn. Cây hồng môn thường được đặt trong phòng làm việc, bàn ăn, bàn trà, quầy lễ tân, bàn thu ngân, kệ tivi, giá sách, hoặc bàn học, tạo không khí làm việc hứng khởi, giảm stress, tăng hiệu quả công việc, kích thích khả năng sáng tạo của nhân viên. Đây lại là một lựa chọn tốt dành cho những người vẫn đang băn khoăn, không biết mệnh thổ hợp cây gì. Cây cẩm nhung đỏ.
Cẩm nhung đỏ thích hợp trồng ở những nơi có ánh sáng mặt trời đầy đủ, khí hậu mát mẻ và có thể trồng trong những không gian có máy lạnh. Vào mùa hè cần cung cấp đầy đủ nước cho cây phát triển tốt, nhưng cần giảm tưới nước vào mùa đông. Người mệnh thổ trồng cây cẩm nhung đỏ được xem là mang đến may mắn cho gia chủ. Không những thế, cây cẩm nhung đỏ còn thể hiện cho tình bạn bền vững và tình yêu bền chặt. Nhiều người còn cho rằng đây là loại hoa thể hiện tình yêu trong sáng, mới chớm nở và giúp bạn theo đuổi một ước mơ đầy màu hồng với tinh thần lạc quan yêu đời. Cây lan hồ điệp thuộc họ nhà lan và có sức sống mạnh mẽ. Cây lan hồ điệp thể hiện cho sự thịnh vượng, sung túc và hạnh phúc viên mãn. Nó mang đến vận khí tốt, sự may mắn và nhiều tài lộc cho gia chủ mệnh thổ. Lan hồ điệp đẹp rực rỡ với màu tím mộng mơ, và hoa của nó thì lâu tàn, nên thích hợp trưng bày trong phòng khách, văn phòng hay ban công, sân vườn đều được. Với người mệnh thổ, trồng cây này còn có ý nghĩa cho một sức khỏe dẻo dai, lâu dài. Cây phong lộc hoa. Phong lộc hoa còn có rất nhiều tên gọi như cây phước lộc hoa, cây hoa dứa thái, dứa cảnh nến, cây ngôi sao đỏ, cây nến cảnh. Cây phong lộc có một vẻ đẹp đặc biệt với phần bên trong của cây, giống hình bông hoa có sắc đỏ, rất ấn tượng, giúp làm mới không gian văn phòng, nhà ở hoặc trang trí nội thất. Phong lộc, vẻ bề ngoài cuốn hút với sức sống tràn trề, phong lộc hoa là loại cây cảnh để bàn được giới văn phòng yêu thích và lựa chọn. Sở hữu một chậu cây phong lộc hoa để bàn làm việc sẽ giúp cân bằng vượng khí, thu hút tài lộc, để bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống cũng như công việc. Ngoài việc tìm hiểu xem mệnh thổ hợp cây gì, thì bạn cũng nên chú ý đến một số loại cây mà mệnh thổ nên tránh kẻo gặp xui xẻo, kém may mắn. Những người mệnh thổ xung khắc với mệnh mộc, nhiều người nghĩ rằng cây cần đất, sao mệnh mộc lại không tốt cho người mệnh thổ. Thực tế, thì khi đặt mộc sát thổ, mộc sẽ hút hết dinh dưỡng của thổ, làm cho thổ khô cằn, thiếu sinh lực. Vì vậy, những người mệnh thổ kỵ màu xanh lá cây, và một số cây của người mệnh mộc, đó là cây cỏ đồng tiền, cây trầu bà thủy sinh, cây cao tiểu trâm và cây kim ngân thủy sinh. Ngoài ra, người mệnh thổ cũng không nên trồng những cây của mệnh kim, vì thổ sinh kim, chỉ tốt cho kim chứ không mang lại tác dụng cho mệnh thổ. Trên đây là một số gợi ý cây phong thủy hợp với mệnh thổ. Các bạn có thể tham khảo và tìm cho mình một số cây hợp phong thủy với mình nhé. Nếu bạn thấy video có ích, hãy chia sẻ video rộng rãi cho nhiều bạn cùng biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông để xem video mới nhất. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Thân ái chào tạm biệt.